Hello anh em, chào mừng em quay trở lại video tiếp theo của mình là Sơn Sơn Độ Xe Dạo đây. Mấy ngày hôm nay thì mình đang dính vào một số các cái lùm xùm, một số người đang gọi là phốt mình anh em ạ. Nhiều người thì chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tình hình thực tế của câu chuyện ra làm sao mà đã vào comment chửi bới, rồi xúc phạm, lăng mạ, rồi có những cái lời nói không hay đối với mình. Đó, cho nên là mình đã gọi là hết sức giữ bình tĩnh rồi anh em ạ. Giữ bình tĩnh hết sức có thể rồi để gọi là đọc từng cái comment, rồi là thu thập từng cái bằng chứng, chứng cứ một để hoàn tất thủ tục để mình sẽ lên một cái đơn kiện. Ông anh mình ở bên luật sư đã tư vấn và nhận vụ này cho mình anh em ạ. Đó, nói chung là mình cũng không muốn câu chuyện nó đi xa đến cái mức này đâu, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng rồi, gọi là sự chịu đựng nó đạt đến giới hạn rồi. Đó, cho nên là chơi thôi. Mình đã giữ bình tĩnh hết mức có thể để đọc từng comment, từng tin nhắn ở trong các box mà nhiều người đã gửi cho mình. Đấy, mình rất cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Có những anh em gọi là đã bắn tin cho mình. Ok, và để đợi đến ngày hôm nay khi mà vụ việc nó đã chìm xuống rồi và mình có thời gian và mình đã thu thập đầy đủ bằng chứng, chứng cứ, và hôm nay đã lấy được xe về để quay trực tiếp tình trạng xe cho anh em để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh em. Còn bây giờ thì anh em cùng theo chân mình nhá. Let's go. Đây em nhá. Mình vừa mới lấy xe về và giờ mình sẽ quay và vừa quay vừa nói cho anh em xem được thực tế tình trạng hiện tại của xe, chứ vì mấy cái tin nhắn mà bị chửi quá trời anh em ạ. Ok, vấn đề thứ nhất, chủ xe bảo mình là lắp 3K lại lắp 2K để lùa gà, để bịp tiền. Thì đây mình sẽ quay cho anh em xem động cơ này là động cơ mấy K em nhá. Đây, nó chỉ ghi là 72V 3000W, còn mình không biết mấy K. Còn đây là cái tình trạng dây pha của nó anh em nhá. Đây, dây nó phải to bằng ngón tay cái này anh em này. Rồi, vấn đề thứ hai, chủ xe bảo là gắp dỉ thì mình sẽ quay cho anh em xem, chứ không mang tiếng lại gắp cũ về gọi là bùa anh em này. Đây anh em nhìn nhá, đây. Nó chỉ bị bụi bẩn một tí thôi này anh em này. Anh em xem ô tô từng chi tiết nhá. Đây các cái con ốc đây vặn bằng máy này, nó bị chớt ra này. Đây anh em này. Đó, tất tần này. Được chưa? Được chưa? Bên trong nha anh em nhá. Đây. Anh em xem nó có dỉ tí nào nhá. Đây, đây là chỉ là bùn đất anh em nhá. Đây, bên trong này anh em này. Đây cái phần này thì là phần đất cát đi trời mưa gió anh em nhá. Ok. Không lại bảo là gấp cũ xong rồi bị về bùa lại đây anh em này. Đây, cận cảnh luôn này. Đấy, được chưa? Đây tất cả đây là phần gọi là rỉ sét đất đá các thứ trời mưa gió anh em nhá. Anh em xem ô tô xem là nó bị rỉ sét ở chỗ nào nhá anh em nhá. Đây. Đấy, cả hai bên anh em này. Đó. Được chưa? Rồi. Cái vấn đề thứ ba là hai đôi xi nhan bán cho em 300. Lúc đầu thì em ấy hỏi mình đã báo giá cho em ấy đủ thông tin và em ấy đủ thông minh, tỉnh táo để biết là đắt hay rẻ để đi đến cái quyết định là lắp hay không. Chứ mình cũng chả ép em ấy là em ấy phải mua hay như thế nào, bởi vì là em ấy là người mua mà. Mình làm sao mà mình ép em ấy được. Đó, mình bán cho em ấy 300 hai đôi xi nhan, chữ Z cả trước cả sau. Đó, để còn có bảo hành, ví dụ mà trong trường hợp lỗi nhất như thế nào hay như thế nào thì mình sẽ lắp cho em ấy một đôi mới tinh. Hai đôi mới tinh, không phát sinh thêm bất cứ một cái phí nào cả. Thì đây, sau một thời gian đi thì xi nhan đã bị bẻ anh em ạ. Thì em ấy có liên hệ mình và mình đã liên hệ với em ấy. Mình báo em ấy là mình sẽ đến lắp cho em hai đôi xi nhan mới miễn phí, bởi vì là nó còn trong bảo hành. Nhưng mà chưa kịp lắp xi nhan các thứ thì chuyện xấu nó đã ập đến anh em ạ. Cho nên là thôi, tầm này không còn bảo hành, bảo chữa gì nữa anh em nhá. Đó, ngay từ đầu thì đồng ý, mình báo giá, ok đồng ý, chốt rồi. Và cuối cùng xảy ra chuyện phát bắt đầu quay ra chê đắt rẻ thế này thế kia. Mình cũng chỉ biết cười thôi, cũng chả biết làm thế nào. Ok, thứ tư em ấy bảo mình là bình chưa chắc đã là bình mới. Thì mình cho anh em xem bình xem có mới không nhá. Bởi vì là bất cứ các cái bình ấy thì nó đều khác ngày gọi là sản xuất, rồi thông tin các kiểu anh em ạ. Đó, cho nên là cái vấn đề bình mới hay bình cũ là biết ngay. Đây, quay cho anh em xem nhá này. Đây. À, đâu rồi, bình số đâu nhỉ? Đây. Đây anh em này. Anh em nhìn nội tôi phát, đây. Bắt nét này. Đây. 13 tháng 4 năm 2023 anh em nhá. Anh em nhìn xác nhận lại ô tô nhá, chứ không lại bảo là tôi lừa. Đó, tất cả bình nó đều như thế anh em nhá. Đây. Đây cho anh em xem này. Được chưa? 13 tháng 4 năm 2023. Bây giờ đang là đầu tháng 6. Ok anh em. Đó, bình mới hay bình cũ thì anh em biết rồi nhá. Đó là tất cả những cái điều mà một số người ghét mình, vu khống cho mình.
và mình đã quay sâu cho anh hình ảnh thực tế đấy, để cho anh em có một cái nhìn chi tiết hơn, để cho anh em đỡ nghe về một phía rồi phán xét này nọ các thứ. Nhiều anh em chả biết cái chuyện gì nó đang xảy ra các thứ, nhưng mà vì bênh idol mà anh em đó, idol làm cái gì cũng đúng, cho nên là vào chửi mình này nọ các kiểu. Mình đã cố gắng nhẫn nhịn mấy hôm nay để mượn được xe để về quay thực tế cho anh em xem tình trạng như thế nào. Đó, bốn cái vấn đề mà chủ xe với là cái thợ kia nhắn tin nói chuyện với nhau thì mình cũng đã giải thích cho anh em rồi nhá. Đấy, anh em xem thực tế, mình cũng chả cần nói nhiều đâu nhá. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng anh em ạ. Cái nghề làm dâu trăm họ, đi xa, đi sớm về khuya, độ xe ngoài nắng chứ có phải lỡ trong nhà đủ sẵn đồ đâu. Anh em chỉ vì đam mê cho nên là tôi mới làm anh em nhá. Được sự ủng hộ của anh em nên là có tí tiếng mà bị nhiều người ghen ghét quá, áp lực lắm. Rồi đi lắp xe cả ngày cả đêm, còn đêm về lại còn phải rep hàng nghìn, hàng 2000 tin nhắn của anh em đến sáng. Khổ lắm chứ có phải sung sướng hay đâu. Còn ai bảo mình bịp giỏi, bán giá cao ấy, kiếm nhiều tiền ấy thì nhảy vào làm, ai cấm đâu mà ngồi mà phán, đúng không? Và hiện tại đang có một số người ganh ghét, luôn tìm cách nói xấu, vu khống mình. Đấy, nói xấu, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của mình trong mắt mọi người. Mình đã và đang thu thập những cái bằng chứng, chứng cứ để đâm đơn kiện. Vì mình có một ông ấy tư vấn cho mình là hiện tại là người ta đang lấy gọi là hình ảnh của mình ấy, lấy hình ảnh của mình để bú phêm ấy, lợi dụng những cái mục đích xấu, cho nên là đang vi phạm vào cái luật, cho nên là ông ấy đang bảo mình thu thập thêm chứng cứ để hoàn tất thủ tục để đâm đơn kiện anh em nhá. Rồi mình phải nói chung là đã chạm đến lợi ích của mình rồi thì mình phải gọi là đứng lên thôi, chứ một mình thì cũng chả thể nào cãi nhau được với rất là đông cái phe bên đấy, cho nên là thôi mình cứ đưa luật pháp vào cho nó nhanh anh em ạ, để gọi là đưa những cái người xấu ra ánh sáng và người xấu phải trả giá anh em nhá. Và lời cuối cùng, mình mong những cái mọi người không tiếp nhận những cái thông tin sai lệch từ một phía và ùa theo những cái người mà có mục đích xấu anh em nhá. Đó, người ta có mục đích xấu vụ lợi cho mình, mong mọi người hãy là những cái người xem thông thái. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và tin tưởng ủng hộ mình trong suốt 4 năm vừa qua, không quay lưng lại với mình. Chứ còn những cái người nào mà đã quay lưng nói xấu với mình thì mình cũng đã gọi là chụp ảnh lại tất cả những cái comment, tất cả những cái tin nhắn ở trong các cái box ấy, để mình làm bằng chứng, để sau này khi mà kiện thì bằng chứng thì nó xác đáng hơn. Ok, và lời cuối cùng, xin lỗi anh em vì cái vụ việc lần này đã làm ảnh hưởng đến cái tiến độ làm xe cho anh em và ảnh hưởng đến cái tiến độ mở minigame cho anh em chơi lấy quà. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện nốt cái minigame và lên video để cho anh em biết thể lệ chơi minigame, và anh em nhớ theo dõi để chơi lấy quà nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn anh em ở những con xe tiếp theo.